đi, mau chạy khỏi đây đi. Lũ quái vật bồn cầu lại đánh nhau với lũ tai tành khổng lồ rồi. Trời đất ơi, đang buôn bán ngon lành, vậy mà lũ khốn kiếp đó lại kéo nhau tới đây đánh nhau chứ. Nào, mọi người, mau trốn đi. Mau, mau núp vào trong cửa hàng điện thoại di động của tôi đi. Chúng tôi biết rồi, cảm ơn ông chủ tốt bụng. Nhìn kìa, một tên tay tình khổng lồ khác màu đỏ lại xuất hiện đó kìa. Bọn chúng bắn ra đạn bay tùm lum, mau chạy khỏi cửa hàng này đi, không là chết hết đó. Cô anh của ta. Tay tình cameraman, cậu không sao chứ? Tôi không sao, tôi chỉ bị mất một số bộ phận upgrade. Bây giờ đã biến thành một tay tình camera bình thường rồi. Vậy thì ổn rồi. Nào, nhanh chóng quay trở về nhà, rồi tự sửa chữa cơ thể của mình đi. Cửa hàng của mình sao? Sao người của mình lại biến thành như thế này? Đầu của mình, Không, ai tình khốn kiếp, ai tình khốn kiếp tay tình. Các người hãy trả ta lại cho ta. Nào, các Speakerman, nhanh chóng làm nhiệm vụ của mình đi. Chia ra, đi tuần tra khu vực. Có cái sinh vật gì lạ đột nhập vào lãnh địa của chúng ta không? Bọn chúng đâu rồi? Mình đã mất dấu. Ai tính chết tiệt khổng lồ đó rồi? Kia là lũ đầu lo nhỏ. Chắc là con cháu của lũ tay tình khổng lồ đó. Khốn kiếp, các người phá cửa hàng của ta, giết chết những người thân của ta, rồi biến đổi cơ thể ta thành như thế này. Vậy thì ta sẽ gặp bất cứ tên đầu lo nào là giết chết tên đầu lo đó. Mẹ kiếp, có kẻ lạ mặt tấn công chúng ta. Chết tiệt, một tên đầu điện thoại à. Khốn kiếp, mau cho hắn một bài học đi. Đánh cho hắn má và hắn nhận không ra luôn. Lũ chết tiệt các người, lũ quái vật đầu kỳ lạ các người, chính các người đã làm hại ta ra như thế này, giết chết những người thân của ta, phá hủy cửa hàng của ta. Đến lúc ta sẽ liêu bạc chết chung với các người. Mẹ kiếp, thứ này đến lãnh địa của chúng ta để giết người của chúng ta. Mau, ra tay hạ gục hắn luôn đi. Chết đi, chúng bắn chiếu rác rưởi. Không, ta muốn gặp tên chúa tể của các người. Ta muốn báo thù. Bấm báo thủ lĩnh. Trong lúc tuần tra, có một kẻ lạ mặt đã đột nhập vào lãnh địa của chúng ta, còn tấn công muốn giết chết chúng con nữa. Chúng con đã phòng vệ và hạ gục được hắn, nhưng miệng hắn luôn muốn gặp thủ lĩnh để báo thù. Chúng con đem hắn tới đây cho ngài. Vậy à? Được rồi, các ngươi tiếp tục tuần tra đi, để ta xử lý chuyện này. Là ngươi, đúng là ngươi rồi. Tịch tài tành màu đỏ to lớn, ngươi đã bắn đạn phá hủy cửa hàng của ta, biến ta thành ra thế này. Ta phải ăn tươi nuốt sống ngươi. Ngươi là một tên người đầu điện thoại, vừa mới gặp lần đầu tiên, ngươi đã muốn ăn tươi nuốt sống ta. Rốt cuộc chúng ta có ăn oán gì chứ? Tình khốn, người quên thật mau đấy. Mấy ngày hôm trước, người cùng với một tên nữa đã đánh nhau với một con quái vật bồn cầu khổng lồ tại thế giới con người bọn ta. Người đã bắn đạn đi lung tung, kết quả giết chết rất nhiều người chúng bọn ta, phá hủy cửa hàng của ta, rồi một chiếc điện thoại đã cháy nổ văng vào đầu của ta, rồi biến người của ta thành như thế này. Tất cả là do người, ta phải báo thù. Thì ra là vậy. Ta thành thật xin lỗi. Lúc đó cấp bách quá, bọn ta đã chi giết và đuổi được tên G-Man Skibidi Toilet, nên phải khử hắn ngay lập tức, đã gây ra hậu quả như thế này. Thôi được rồi, người may mắn biến thành người đầu điện thoại, vậy thì cứ ở lại lãnh địa của ta, trở thành con cháu của ta. Ta sẽ nâng đỡ người. Ta không cần. Ta phải báo thù. Ngươi định làm gì ta? Cái quái quỷ gì đây? Người của ta sao chết đơn to lớn hơn thế này?
lấy nguồn năng lượng ta ban cho ngươi. Coi như đó là phần quà mà ta đã gây ra sự mất mát cho ngươi. Và ngươi đã trở thành một biến thể to lớn không? Được rồi, ta chân thành khuyên ngươi hãy ở đây với ta. Đừng gây náo loạn nữa, không tốt đâu. Cái gì? Cái gì? Ngươi dùng những lời lẽ mặt ngọt để thao túng tâm lý ta, biến ta thành tay chân của ngươi à? Ngươi đừng có mơ. Ngươi, ngươi ban cho ta sức mạnh, cơ thể mới, ta không cảm kích ngươi đâu. Ngươi hãy đợi đó, đợi đó. Một ngày không xa, ta sẽ quay lại lấy cái mạng của ngươi. Đúng là một tên chết tiệt, không biết điều. Rồi một ngày nào đó, chắc chắn hắn sẽ quay lại cầu xin ta cho mà xem. Nào, các cameraman, hãy nhanh tay nhanh chân lên. Chúng ta phải đào bới được cái khu vực đất ở đây, tìm kiếm những mảnh kim loại ướp ray chúa tể của chúng ta. Nhanh lên đi. Lại xuất hiện thêm cái loại khác nữa à? Dường như loại này có những chiếc camera máy quay phim trên đầu. Mình nhớ ra rồi, khốn kiếp, là tên Titan màu đen khổng lồ đi chung với tên Titan Speakerman màu đỏ. Hắn cũng là nguyên nhân đã quậy nát thành phố của mình. Vậy thì được lắm, nhân tiện này mình sẽ tàn sát hết con cháu của hắn luôn. Mau, mau chia ra đi, kiểm tra khu vực đằng kia có cái mảnh kim loại nào hay không. Hả? Cấp báo, cấp báo, có kẻ lạ mặt to lớn tấn công người của chúng ta. Chết đi, chết đi, tôi khốn kiếp, lũ bẩn thỉu. Các người không xứng đáng tồn tại trên đời đâu. Các người chỉ biết bản thân của các người, dám làm hại loài người của chúng ta. Hôm nay ta sẽ đại diện cho nhân loại xóa sổ các ngươi. Chết tiệt, không hay rồi. Là một tên người đầu điện thoại Nokia to lớn. Mau ngăn hắn lại, giết chết hắn. Đừng cho hắn đi sâu vào trong khu vực căn cứ của chúng ta. Nơi đó đang chứa những mảnh kim loại quý báu. Lũ chết tiệt, ta không cần thứ kim loại gì cả. Ta chỉ cần những cái mạng chó của các ngươi mà thôi. Chết đi, chết đi. Mau, mau, gọi tín hiệu, kêu chủ nhân tay tình cameraman của chúng ta quay trở về. Đằng này, bọn chúng dường như đang tập trung ở đằng này. Thấy cái người rồi. Này kiếm, không hay rồi, cái đầu điện thoại Nokia đó mạnh quá. Hắn đã đột nhập vào bên trong căn cứ của chúng ta rồi, tiếp cận những mảnh kim loại quý báu rồi. Mau, ra tay, phải giết chết được hắn. Các người đừng trách ta độc ác, chỉ tại chúa tể của các người làm chuyện xăm bậy. Hắn có mắt nhưng không thấy thái sơ. Hắn tàn sát nhân loại của ta, thì bây giờ ta sẽ bắt con cháu của hắn phải trả món nợ máu này. Chết tiệt, cuối cùng cũng giết sạch bọn chúng. Khoan, những thứ kim loại này là gì chứ? Lũ cameraman nhỏ bé cưa đây bảo vệ những thứ kim loại này, rốt cuộc nó có tác dụng gì? Con cháu của ta, có kẻ nào đột nhập à? Mau, ngăn hắn lại, đừng cho hắn hấp thụ những kim loại ướp ray của ta. Đây là những kim loại có thể nâng cấp cơ thể à? Vậy được, tình tay thành cameraman, người bất nhân với bọn ta thì đừng trách ta bất nghĩa. Rồi. Không, không, tình khổ kim, người, người tại sao lại làm như vậy? Hay quá, hay quá, người của ta đã biến sang một hình dạng siêu cấp mới rồi. Người quên thật mau đó, tên Titan cameraman, người cũng giống như tên Titan Speakerman vậy. Người không nhớ, người đã quậy phá thành phố loài người của bọn ta à? Bây giờ ta tới đây để trả nợ máu ngươi. Chết tiệt, không lẽ ngươi là do một tên con người biến thành? Khổ kiếp, bọn trả lại những mảnh kim loại ướp ray cho ta, nó là của ta. Người nói không sai, ta chính là một con người đã biến thành. Xin các người sẽ làm ta ra nông nỗi đây. Cũng may ông trời muốn ta báo thù, muốn ta trừng phạt lũ khốn kiếp quái vật các người. Chết hết đi. Thảo lên rồi, thảo lên rồi. Một tên tài thành đầu điện thoại tới lãnh địa của chúng ta càng quét hết tất cả. Chết tiệt, tên khốn kiếp trong dám làm loạn lãnh địa của ta.
Một tên người đầu điện thoại à? Không lẽ là hắn? Mẹ kiếp, sao ngươi có thể đạt được trạng thái upgrade to lớn thế kia? Là do các ngươi đó. Các ngươi đã biến ta thành người điện thoại Nokia như thế này. Là các ngươi cho ta trở nên to lớn. Cuối cùng cũng chính các ngươi đã giúp ta gặp được những mảnh kim loại nâng cấp. Ta đã biến hóa cơ thể của mình. Rồi cuối cùng ta lại giết các ngươi để báo thù. Đó là ý trời. Ý trời trừng phạt những kẻ gieo nhân nào thì gặp quả nấy như các ngươi. Chết đi, chết đi. Tên khốn kiếp. Tại sao? Tại sao?